Hello, xin chào các bạn. Tôi là Mr. Tô của kênh YouTube Pro Auto. Và ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một chiếc xe Kia Morning 2018 SE đã qua sử dụng, không thể mới hơn nữa thưa các bạn. Có thể nói đây là một chiếc xe siêu lướt mà không thể tìm đâu ra một chiếc Morning SE 2018 mới hơn chiếc xe này. Và nó mới như thế nào và nó siêu lướt như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Thì trước tiên xin chia sẻ với các bạn, đây là chiếc Morning SE này. Form này thì hiện nay Kia đã ngưng sản xuất rồi, cho nên hình dáng cái form này thì chỉ có một số lượng ít xe lưu thông trên đường. Nó sẽ là một cái gì đó độc đáo và dễ thương thưa các bạn. Đây thì các bạn thấy đấy, đây là mẫu SE. Thì cái đèn pha của nó là đèn kiểu kiểu bóng chiếu các bạn. Đây là phiên bản full. Thì hiện nay xe Kia khá là hay ở phiên bản SE này là nó là phiên bản số sang nhưng được trang bị rất là đầy đủ, là phiên bản full. Thì bao gồm đèn halogen kiểu bóng chiếu projector ở đây, và ngay cả đèn sương mù của nó cũng là đèn projector luôn các bạn. Nhìn cái xe nó rất là vui, rất là dễ thương, ngộ nghĩnh ha. Đó thì chiếc xe này mà mình cũng chưa có rửa sạch, vì thực ra thì vừa nhận xe của khách hàng xong cũng chưa có chăm sóc cho nó kỹ lại. Vì thực chất là cái xe, với một chiếc xe mới siêu lướt như thế này thì cái việc làm đẹp nó cũng không cần thiết thưa các bạn. Thì ở đây chỉ có là những cái vết bẩn thôi ở phần lưới tản nhiệt, còn lại thì xe rất là mới, rất là tuyệt vời. Đó, các bạn thì thấy là cái phần đầu xe nhìn cũng khá ngầu. Rồi tất nhiên là với một chiếc xe mới lăn bánh có khoảng chính xác là 7.000 cây số thì chưa có hoàn toàn là mới cứng, mới nguyên như vừa mới lăn bánh trong đại lý ra thưa bạn. Với chiếc Morning SE số sàn này thì lại được trang bị mâm đúc với cái mâm rất là đẹp, rất là ngầu luôn nha các bạn. Đó, bánh xe còn mới cứng luôn. Bộ mâm 15 inch. Mâm 15 inch này là tương đương với kích thước mâm của xe Toyota Vios luôn các bạn. Lốp mỏng và mâm lớn, nhìn rất là thể thao. Lốp là còn mới nguyên luôn. Các cái gai lốp này các bạn là còn mới cứng luôn, chưa có hư hao gì hết. Xe hệt như trong hãng mới chạy ra thôi. Cái xe màu bạc đó, có thể thấy là nước sơn hoàn hảo ha. Chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome ở đây. Đó, đèn xi nhan trên gương chiếu hậu ha, những trang bị rất là hay. Rồi về phía sau xe thì sao? Chiếc xe Morning SE có ống xả đôi các bạn, nhìn rất là hay ha, rất là ngầu. Ống xả đôi ở đây, chúng ta có ký hiệu phiên bản SE màu đỏ cá tính ở đây. Đó, chiếc xe rất là gọn gàng và dễ dàng di chuyển. Về ngoại thất thì có thể nói chiếc xe này mới một cách là hoàn hảo ha các bạn ha, chưa có gì để phàn nàn hết. Đó là một chiếc xe siêu lướt, xe trùm mền hay còn gọi vui trong giới xe cũ gọi là xe cọp đó các bạn, siêu cọp. Ok, đấy thì tôi quay một vòng cho các bạn xem. Thậm chí là có những cái đánh dấu từ nhà sản xuất nó vẫn còn ha. Từ trong nhà máy nó vẫn còn có những cái đánh dấu, cái vết mực. Đã, chúng ta có thể thấy. Xe này mà không mua thì còn mua xe nào nữa đúng không quý vị các bạn? Xe không thể tìm ra chiếc xe nào mới hơn chiếc xe này. Xe đã qua sử dụng á, 2018 là không thể nào có chiếc xe nào mới hơn chiếc xe này được nữa.
Rồi mình xem xét qua một chút trong phần nội thất nha quý vị và các bạn. Đây, cũng như phần ngoại thất thì ở nội thất cũng hoàn toàn là mới nguyên. Đó. Chưa hề có bất kỳ một cái dấu vết hư hao gì hết. Ghế da đục lỗ rất là xịn. Đó, còn mới cứng luôn. Chưa hề nhăn, chưa hề dơ bẩn một chút nào luôn. Trước giờ thì tôi cũng làm xe trong hãng và tôi thấy xe mới với chiếc xe này không có gì khác biệt luôn các bạn. Đó. Da rất mềm nha. Ghế lái rất là mềm, da rất mềm, rất đẹp. Thật sự là khi mà mình làm ở Toyota một thời gian dài á, thì bây giờ mình qua mình xem những cái tiếp xúc với những chiếc xe Kia, những chiếc xe của Hàn Quốc thì cũng có hơi một chút choáng ngợp với cái hàm lượng option, cái hàm lượng công nghệ mà trang bị trên những chiếc xe này. Thì các bạn thấy đó, đối với xe Hàn Quốc thì đối với một chiếc xe có tầm giá chỉ có 300 triệu thôi, phiên bản số sàn, nhưng mà những trang bị cho nó là rất là đầy đủ. Và mình cũng có chút ngỡ ngàng với chiếc xe này. Các bạn thấy ghế da rất đẹp ha. Da đục lỗ luôn. Về ghế hàng ghế sau cũng như mới. Đó. Những cái vị trí như tay nắm cửa các thứ nè các bạn. Mới nguyên ha. Rồi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem audio của chiếc xe này. Đó, chiếc xe chạy đúng là 7.005 cây số thưa các bạn, 7.005 cây số. Đó, và đây các bạn có thể thấy mức tiêu hao nhiên liệu luôn nè, khoảng 6 lít trên 100 cây số ở đường nội thành Sài Gòn. Xe này chạy ở Sài Gòn từ hôm qua giờ chạy ở Sài Gòn. Đó các bạn, với chiếc xe số sàn, tuy nhiên là Morning SE này được trang bị điều hòa tự động. Đó, thấy không? Điều hòa tự động, điều hiếm hoi khó có thể tìm thấy trên những mẫu xe Nhật. Và có gì nữa, có đầu DVD cảm ứng ở đây ha. Và có cả camera lùi các bạn. Nè, khi mà mình vô số thì nó sẽ hiển thị camera lùi. Đó, thấy không? Đó, vừa xe có camera lùi cho các bạn quan sát phía sau khi mà chúng ta lùi xe với những người mới lái, giúp chúng ta an toàn hơn. Rồi trên vô lăng, tất nhiên là đối với chiếc xe siêu lướt như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy là những hoàn toàn không có dấu vết hư hao mòn gì hết. Các cái nút bấm điều khiển âm lượng, chuyển bài hát ở trên vô lăng. Rồi, xe thì trang bị hộp số sàn 5 cấp. Đó. Đây, các bạn có thể thấy cái thông tin của xe. Cái thông tin của xe thì được dán ở đây. Xe xuất xưởng năm 2018. Và lắp ráp tại Việt Nam bởi Thaco. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với chiếc xe Morning này thì tôi không cần phải giới thiệu gì nhiều nữa thưa các bạn. Với lăn bánh có 7.000 cây số, xe siêu lướt thì nếu như quý khách hàng nào, quý vị các bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe nhỏ gọn số sàn với chi phí thấp chỉ 300 triệu đồng thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời, không thể tuyệt vời hơn. Quý vị các bạn hãy nhanh tay lên nhấc số lấy điện thoại và gọi ngay đến số 0907008855 để nhanh chóng sở hữu chiếc Morning siêu lướt của chúng tôi ở Pro Auto. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi những cái bản tin bán xe. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.